sắc xuân sẻ. Năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mời cười cho chúng tôi. Xuân sắc xuân sẻ, năm mới năm mẹ, nhà nào còn thức mời cười cho chúng tôi. Kính chào các độc giả, các cô chú và các anh chị của báo Thanh Niên. Con là Bảo An, năm nay con 11 tuổi. Con thi Doremi thì mọi người vẫn nói kiểu giọng con là giọng con chip minh. Là hồi xưa thì con rất là thích con sóc đó luôn, nhưng mà giờ con vẫn còn thích, nhưng mà con còn thích tí xíu à. Nhưng mà con thấy nó khác là vì hồi xưa con cái xúc sắc xúc xẻ của con lúc đó là MV đó là con 3 tuổi. Là hồi xưa mà con học tại nhà văn hóa thiếu nhi thì mẹ con có dẫn con tới đó học, xong rồi là con gặp thầy Tùng. Rồi là thầy Tùng cho con hát bài đó chung với các bạn trong nhà thiếu nhi. Cái con thích bài đó quá, với lại bài bé giúp chích, cho nên con xin mẹ con cho con thu. Xong rồi là mẹ con cũng quay MV cho con với lại chú Thi Long của con. Xong rồi theo kiểu là hồi xưa mẹ con quay cho con có sản phẩm âm nhạc thôi chứ cũng không phải là không có nghĩ gì sâu xa. Ai ngờ đâu nó được 200 mấy triệu view. Dạ, trong quá trình MV, quay MV thì con nhớ nhất cái kỷ niệm là 12 giờ trưa mà đi ra giữa nhà hát thành phố mặc đồ ông già Noel đi phát quà. Trời ơi, nó nóng mà nó nóng khủng khiếp. Xong rồi sau đó con bị nóng quá, con không thể quay được luôn. Xong là lúc đó bác của con có tới đó, tại vì từ ngày con hay thấy bác con là con muốn đi chơi với trên nên con ngồi con quay kiểu cái cảnh mà con thảy bóng và bé chút chích. Không, ông bà ông già Noel ơi, con ngồi cũng thảy bóng mà mặt con sắp là sắp như khóc vì con không được đi chơi. Dạ có, mấy bạn con vô lớp hay kiểu là hôm qua tôi thấy bạn ở trên TV nè, rồi con quảng cáo thấy con, xong rồi con quảng cáo cho sữa Family á, cái là hình con trên cái hộp sữa, xong bạn con đi mua sữa, cái bạn con thấy con xong rồi nó đem vô trường, nó đưa cho con rồi. Các cô giáo thì trong lớp thường thường mà các bạn được nghỉ giải lao thì các cô giáo vẫn các bạn và các cô giáo vẫn hay kêu con lên hát, hoặc là hát cho trường. Dạ người bạn, cái chiếc của con khi mà con đi diễn thì là nhạc Kim, anh Kim khá là phá, anh Kim rất thích chọc con. Hoặc là nhưng mà nói chung là con cũng học được rất nhiều điều từ anh Kim. Con chào các cô chú ở bảo thiên nhiên. Con tên là Lương Gia Khiêm. Con sống hôm nay. Dạ, em bảo An là người nghỉ.
đồ nhây. Hay chào con. Nói chung là anh Kim chào con. Nói chung là ai nghỉ được con? Anh phải không em nha? Tại vì em nhây quá vô chuyện rồi. Anh chọc con trước xong rồi anh nói con nhây. Dạ ví dụ như là bài mặt trời của anh hoặc là quảng cáo bi tiết rồi là ngày xuân lục phủ xuân vầy. Mặt trời rực rỡ sáng từ sớm mai, chân em lên lớp vui cả ngày dài. Con cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã ủng hộ con, là con mong mọi người sẽ ủng hộ con nhiều hơn và yêu quý con trong thời gian về sau. Dạ, con xin cảm ơn các cô chú và các anh chị và các em đã luôn ủng hộ con. Con hứa sẽ ra thật là nhiều MV mới nữa và sẽ cố gắng tập luyện thật là nhiều. Để cho mọi người không thất vọng. Bye bye. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.